Jetman B25 dù mới ra mắt trong thời gian ngắn nhưng đã và đang tạo một sức hút vô cùng ấn tượng. Và hôm nay mình sẽ khui đàn kiểm tra tổng thể một cách cẩn thận nhất trước khi mang ra Viettelbot để về với Quảng Ninh. Nào, các bạn hãy cùng mình khám phá bên trong em đàn B25 này có những gì nhé. Bắt đầu video thôi. Sản phẩm B25 được đóng gói một cách rất là chu đáo và cẩn thận. Đàn được bảo vệ bởi một miếng cắt tông dài, cứng cáp. Hai bên đầu đàn là những miếng mút xốp to chống va đập khi vận chuyển. Cuối cùng là dây mút chống chảy xước, luôn giữ vẻ đẹp cho đàn. Và anh em hãy nhớ lưu ý là cục nguồn và pedal sẽ được đặt ở hai miếng mút xốp ở hai bên đầu đàn. Các bạn hãy nhớ kiểm tra cẩn thận nhé. Và đây là cục nguồn, còn đây là pedal. Và bây giờ cùng mình test đàn nhé. Bên trong thùng đàn Cutman B25 sẽ bao gồm một giá sách nhạc, một sách hướng dẫn sử dụng các chức năng trên đàn B25 và một khăn lau phím cao cấp đến từ nhà sản xuất, cục adapter 12V và một pedal kim loại. Bên cạnh đó là một giấy sticker các chức năng của đàn. Và bây giờ hãy cùng mình test âm thanh trên đàn nhé. Tiếp theo, hãy nghe vài bản nhạc demo trên đàn nhé. Bên trong đàn còn tích hợp 128 tiếng từ các loại nhạc cụ phổ biến trên thế giới hiện nay như drum, string, guitar, organ, piano. Tiếp theo sẽ là cái tiếng hay trên đàn nhé. Đầu tiên sẽ là tiếng piano. Tiếng honky. Sau đây là tiếng organ nhé các bạn. Và đây là tiếng guitar. Nếu bạn là một người thích trống thì B25 với chức năng percussion là sự lựa chọn cho bạn. Và điểm đặc biệt trên Cutman B25 đó là tính năng Bluetooth MIDI và Bluetooth Audio, giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc học tập thông qua chức năng Bluetooth MIDI và biến cây đàn B25 của bạn thành một chiếc loa di động thông qua Bluetooth Audio. Vậy là mình đã kiểm tra đàn và giới thiệu với các bạn đôi nét về chức năng của B25. Và bây giờ hãy cùng mình quấn hàng và mang ra Viettelbot để về Quảng Ninh cho anh khách nhé. Và đây là hai hành trang không thể thiếu trong những chuyến đi xa của team Minh Phụng: ni lông và dây bóng. Bên cạnh một cái đàn chất lượng là chính sách bảo hành vô cùng ưu đãi, với Cutman B25 bạn sẽ được bảo hành lên đến 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Lên đường đi Viettel thôi. Hello, anh em cùng đi Viettelbot với tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy like, share, subscribe, ủng hộ kênh YouTube Minh Phụng Music của tụi mình nhé. Giờ đây bánh mì thẳng tiến. Cái gì vậy? Ủa là sao vậy?